Công ty điện tử Anh Nguyễn, công ty Audio Anh Nguyễn xin rộng kính chào đến cả các bác, anh chị, các bạn và các em đam mê âm thanh, yêu ca hát và thích tìm hiểu về các dòng loa siêu trầm hạng nặng bát 50. Thì đầu xuân mới Anh Nguyễn tiếp tục tập trung các dòng loa sự kiện để phục vụ tất cả các bác làm công việc kinh doanh ngành âm thanh. Thì đây chính là dòng loa mà có thể nói là mục đích để cung cấp cho hai hướng. Thứ nhất là hướng là phòng hát chuyên nghiệp, thứ hai là các cái bộ hát sự kiện đánh ngoài trời, bởi vì cái dòng này là dòng loa to, rất là to, lực lớn. Thì đây là dòng loa súp hơi 50. Sau 50 thì em có mấy cái mẫu như sau. Thứ nhất là Martin 50, bass 50, bass 50 dòng loa bãi xịn luôn. Lấy về mốc meo thì em đã cho anh em kỹ thuật sơn qua cho đẹp đẽ, nhưng mà tất cả loa nước còn zin nguyên bản luôn. Thùng vỏ nó rất là dày, dòng loa bãi thùng nó rất là nặng và dày, cho nên là tiếng âm nó là bao giờ cũng chắc, gọn, sâu, không phè. Loa trầm, nếu như mà loa trầm ấy, mà thùng nó mỏng đánh bao giờ, nếu anh đánh ở áp lực lớn thì bạn phè tiếng. Đây chính là Martin súp hơi 50 đơn. Đấy, em quay tổng thể qua xem nhé, rất là chắc chắn, dày dặn. Martin 50 luôn nhé. Vâng, điện là 8 ohm và cái này là Blackline S18 báo vành. Đây chính là hỗ trợ hai giác lưu xích, hai giác lưu xích luôn, lưu xích rất là to. Thứ hai là dòng, thứ hai là dòng RCF của Ý, công suất là 1500W, nhỏ 800W, 8 ohm. Đây chính là dòng RCF. RCF em có một quả, còn bác kia có một đôi, một đôi. Thì đây chính là cái bát của dòng RCF nhé. Đây em tháo sẵn này, ra thùng này. Đây bát RCF đây, bát 50, rất là to, khung nhôm, khung nhôm. Mà đây chính là của dòng RCF, bác nhìn có sẵn rồi em. Mà đều có seri mã vạch. Cái này nó là, đây là thông số đây, thùng số của nó tối đa là 1500W, tối thiểu là 800W. Và đây này phải đánh cục đẩy. Và từ nó bác hình dung là 28, từ 28 mà họng là 125, kinh to kinh khủng. Và đặc biệt cái dòng này bây giờ nó khác kiểu này. Dòng này nó giờ là nó là gân dầu lụa, gân dầu lụa. Cho nên cái âm nó sẽ rất là sâu, gân dầu lụa, gân dầu lụa, bền và sâu. Màng thì nó cũng là hệ bằng giấy, mà lon loa bằng giấy. Đấy, gân dầu lụa nhé, gân dầu lụa. Cái Martin cũng gân dầu lụa, có đợt thì nó là gân bì, gân bì xốp dày. Martin vậy này cũng gân dầu lụa. Ngoài ra em còn có trầm kép, trầm kép. Đây chính là trầm kép và trầm DK, một quả DK, DK, DK của anh rất là nặng, từ 28 hoặc 100, 125 và súp điện AR40, dòng khá nổi tiếng thị trường, rất nổi tiếng thị trường, các dòng sự kiện và Martin 40 súp điện. Và các nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140.